Nguy hiểm, Minh Trung, Cao Văn Triển, xuất xa, không vào. Bóng cắt ngang khung thành của thủ môn Hoài Anh. Một cơ hội khá rõ nét đã được Sài Gòn tạo dựng về phía khung thành của Than Quảng Ninh. Khả năng sút xa của Cao Văn Triển trong thời gian gần đây đã được cải thiện khá nhiều. Một pha xử lý rất tốt của Minh Trung, một khoảng trống vừa đủ để Cao Văn Triển khống chế bóng và tung ra cú đá cận chân rất nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xử lý này của tuyển thủ quốc gia Cao Văn Triển. Pha xử lý rất tốt, tình huống ra chân nhanh. Tuy nhiên các cầu thủ của đội bóng đất mỏ vẫn ra sân, vẫn cống hiến và thi đấu hết sức mình. Tuyệt vời. Edison quan sát rất kỹ, không được. Rất tiếc là đường truyền bằng chân phải, chân không thuận của Edison đã không có được độ chính xác cần thiết. Và đây là cách mà anh đã xin lỗi những đồng đội, những khán giả. Đường truyền chọc khe tuyệt vời của Mạc Hồng Quân. Hồng Quân gần đây đã có được những cảm giác và những đường truyền kiến tạo rất tốt trong màu áo của Than Quảng Ninh. Người đã chạm bóng cuối cùng là Lê Cao Hoài An. Của Đoàn Anh Việt là một sự bất ngờ rất thú vị của Huy Hiểm. Rất tiếc là Diego lại trượt chân trong pha di chuyển cuối cùng của mình trong pha bóng vừa rồi. Một đường truyền có điểm rơi rất tốt của Nghiêm Xuân Tú. Pha xử lý của Diego cũng không thực sự tốt, nhưng rất tiếc là Diego lại trượt chân. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình thì những gì tốt đẹp nhất Diego đã để lại trong màu áo của Quảng Nam ở mùa giải 2017. Mùa giải mà Diego đã cùng với đội bóng này giành ngôi vô địch V-League. Quá muộn. Xuân Tú quạt lại cho Mạc Quân, bài quá quen thuộc. Rất hay Diego. Lỗi thuộc về Diego. Chắc chắn là sẽ có quả phạt và nghiêm khắc thì sẽ phải có thẻ dành cho Diego nữa. Diego đã chậm chạp hơn rất nhiều, nhưng may cho anh là Diego thì cũng không nhanh nhẹn hơn là mấy. Đường truyền rất thông minh của Mạc Hồng Quân. Đường truyền tốt cả về hướng, tầm và lực. Nếu như Diego mạnh mẽ và tốc độ tốt hơn thì hoàn toàn anh có thể vượt qua được sự truy cảm của Diego và đối mặt với Phạm Văn Phong. Có những cổ động viên nữ đã hồi hộp và không dám xem pha bóng này. Cơ hội rất tốt để Quảng Ninh mở tỷ số, không được. Cú đá đi thừa lực. Năm nay thì đến vòng đấu thứ 8 và các chân sút của V-League vẫn chưa có khả năng thực hiện những tình huống cố định tốt. Chúng ta không được thường xuyên chứng kiến những bàn thắng đến từ những tình huống cố định. Mạc Quân và Xuân Tú vẫn là hai cái tên quen thuộc ở phía cánh phải. Tạt bóng rất đẹp, không được. Rất tiếc là pha bật cao và đánh đầu của Anderson thì lại không đưa bóng, không trúng vào giữa tầm bóng. Vẫn là những pha xử lý và tạt bóng ở độ khó cao của Nghiêm Xuân Tú. Pha bật tường 1-2 quen thuộc của Mạc Quân. Xuân Tú tạt bóng sống ở một địa điểm mà mặt sân mấp mô, nhưng anh vẫn đưa được trái bóng vào đúng tầm di chuyển của Edinson. Đường truyền đã bị cắt bởi các hậu vệ Sài Gòn. Trung Hiếu đang trồng biên. Tuyệt vời. Đường tạt bóng chính xác. Diego không được. Những pha xử lý có thể nói là khá tốt của Diego, nhưng anh vẫn chưa đủ may mắn để có được bàn thắng. Chúng ta hãy cùng nhìn lại nỗ lực tạt bóng của Nghiêm Xuân Tú. Tình huống tiếp bóng đầu tiên của Diego không thành công.
Nhưng những chạm 2 và chạm 3 sau đó của tiền đạo này thì cũng khá ổn. Xoay người và khống chế rất hay. Sau đó là tình huống vẩy mang ngoài, nhưng Phạm Văn Phong đã băng ra rất nhanh. Phải có lời khen cho Văn Phong trong pha bóng vừa rồi. Nếu như không có tình huống xuất tướng nhanh của Văn Phong thì Than Quảng Ninh đã có bàn thắng mở tỷ số. Cánh phải là Lý Trung Hiếu và cánh trái là Dương Văn Trung. Ngày hôm nay thì Nguyễn Minh Trung, cầu thủ áo số 8, đã lùi để hỗ trợ cho Takasaki, tiền đạo cao nhất trên hàng công của Sài Gòn. Đây là cơ hội đầu tiên, cú đá đầu tiên của Than trên kênh Thể thao TV. Nguy hiểm! Đó là tình huống băng lên của cầu thủ mang áo số 27 Bùi Xuân Quý. Một tình huống hiếm hoi mà Xuân Quý có cơ hội để tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương mà tung ra pha dứt điểm. Một tình huống phòng ngự không tốt, Hà Nội và Viettel cũng đã chính thức được khởi tranh. Và cho đến lúc này thì cả 3 trận đấu đều chưa có được bàn thắng. Vừa có một tiếng còi vang lên và có vẻ như Than Quảng Ninh sẽ được hưởng quả penalty. Một pha tranh chấp giữa Gustavo và Thiago. Đây là những cái lắc đầu ngao ngán của Thiago. Sài Gòn của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Họ đã thất bại 4 trận đấu liên tiếp và bây giờ thì đang phải đứng trước một nguy cơ rất lớn để nhận bàn thua trong trận đấu này. Một cái víu tay rất nhẹ của Thiago nhưng làm mất đà của trung vệ Gustavo. Trọng tài Nguyễn Đình Thái ở một vị trí quan sát thuận lợi đã quyết định cho Than Quảng Ninh được hưởng quả penalty. Và lúc này đứng trước bóng đang là Diogo. Diogo và Phạm Văn Phong. Rất hồi hộp. Diogo! 1-0 cho Than Quảng Ninh. Bàn thắng thứ hai của Diogo cho đội bóng đất mỏ ở mùa giải năm nay. Đó là những động tác ăn mừng rất ngộ nghĩnh của bộ ba ngoại binh Diogo, Gustavo và Ederson. Sau đó thì được Xuân Tú, Hải Huy và Trung Hiếu. Ở một thời điểm khó khăn của trận đấu này thì Than Quảng Ninh đã phá vỡ được thế bế tắc. Nó đến từ những tình huống cố định, từ quả phạt góc, với sự tranh chấp của Thiago với Gustavo, từ cú đá chính xác trên chấm đá penalty của Diogo. Diogo đã lừa được Văn Phong. Chuỗi trận thất bại của câu lạc bộ Sài Gòn cũng chính là từ một quả penalty trong cuộc đối đầu với Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 97. Tẩy Văn Toàn. Đỗ Melo. Đánh đầu chính xác nhưng vẫn hơi nhẹ. Và thủ môn Hoài Anh cũng đã chơi rất tập trung. Những phút cuối, hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh cần phải tập trung với những tình huống kiểu như thế này. Những tình huống treo bóng có điểm rơi chính xác và khả năng không chiến của Đỗ Melo. Những pha chạm bóng đầu tiên khá mềm mại của cầu thủ trẻ Tẩy Văn Toàn. Không còn đủ khả năng kiểm soát bóng. Xả chân dài đã giúp cho Gustavo. Tẩy Văn Toàn! Không vào! Bóng bật cột dọc, vẫn không vào. Tình huống đá nối tiếp sau đó là của Vũ Nguyên Hoàng và anh đã thực hiện cú đá bằng chân trái không chính xác.
người đã tạo ra khoảng trống cho Tẩy Văn Toàn là Đỗ Melo. Tình huống dứt điểm bằng chân phải, chân không thuận của Tẩy Văn Toàn rất chính xác. Nhưng tình huống đá bồi sau đó của Nguyên Hoàng thì lại đi chạy cột dọc. Đây là một pha bóng mà Nguyên Hoàng cần phải sử dụng chân phải, sẽ tiếp bóng nhanh hơn. Nhưng tiền đạo bên phía Sài Gòn là một cầu thủ thuận chân trái, anh đã né phải và đá trái. Rất tiếc là cú đá không chính xác, và việc di chuyển để thay đổi tư thế thân người cũng đã khiến cho nhịp dứt điểm của Nguyên Hoàng bị chậm.